Chào các bạn, tiểu sử ca sĩ Sơn Tùng MTP. Nguyễn Thanh Tùng hay còn được biết đến với nghệ danh Sơn Tùng MTP, sinh vào ngày 5 tháng 7 năm 1994, là một nam ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Việt Nam. Sơn Tùng sinh ra tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam. Các đĩa đơn năm 2012 và năm 2013 của anh Cơn Mưa Ngang Qua và Em Của Ngày Hôm Qua đã đánh dấu mốc khởi đầu cho sự nghiệp của anh. Vào năm 2017, anh nhận được sự công nhận thiện chí từ cộng đồng mạng sau khi phát hành hai đĩa đơn Lạc Trôi và Nơi Này Có Anh. Sơn Tùng cũng cho ra mắt album tổng hợp MTP vào cùng năm và cuốn tự truyện Chạm Tới Giấc Mơ. Tháng 7 năm 2019, anh phát hành đĩa đơn Hãy Trao Cho Anh, gây tiếng vang lớn và lập được nhiều kỷ lục được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Cũng trong năm 2019, anh tổ chức tour diễn xuyên Việt Style Tour 2019 tại 3 thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Tùng đã có hơn 4 năm gắn bó với các hãng thu âm Van Production và We Pro International. Cho đến khi hãng thu âm của anh MTP International được thành lập vào cuối năm 2016. Anh khởi động chuyến lưu diễn hòa nhạc đầu tiên mang tên MTP Ambition, chuyến bay đầu tiên vào năm 2015 và kết thúc vào năm 2016. Anh còn đóng vai chính trong bộ phim chiếu rạp năm 2014 Chàng Trai Năm Ấy và nhận được một giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục diễn viên trẻ triển vọng cho phần diễn xuất của mình. Năm 2015, anh xuất hiện với vai trò là thí sinh trong chương trình âm nhạc Hòa Âm Ánh Sáng. Vào tháng 7 năm 2018, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng BTS Hunter kết hợp làm ra bộ phim ngắn Chuyến Đi Của Thanh Xuân, và Sơn Tùng MTP đảm nhận một vai khách mời trong bộ phim. Được mệnh danh là hoàng tử V-pop, Sơn Tùng MTP đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm một giải thưởng âm nhạc công hiến, một giải thưởng châu Âu của MTV, một giải Mnet Asian Music Award, 7 giải Làn Sóng Xanh và được tạp chí đưa vào danh sách 30 Under của 30 tạp chí Forbes Việt Nam. Về phong cách nghệ thuật của Sơn Tùng MTP, dòng nhạc chủ đạo mà Sơn Tùng MTP đang theo đuổi là EDM và Danpop. Các tác phẩm của anh luôn tạo ra được chất riêng với sự hòa hợp từ nhiều dòng nhạc khác nhau, một chút đàn, một chút R&B, một chút rap, hip hop và một chút âm hưởng của dân ca Bắc Bộ. Sơn Tùng có chất giọng nam cao rất sáng đẹp và truyền cảm, hơi giống với giọng nữ. Dù không phải là chuyên gia về thanh nhạc, nhưng giọng hát mà anh sở hữu rất bắt tai giới trẻ, vừa lạ hợp với dòng nhạc chủ đạo của mình. Cũng với lợi thế ngoại hình kết hợp với giọng hát, anh có sức hút trên thị trường âm nhạc và các show ca nhạc trên toàn quốc. Phong cách của Sơn Tùng nhiều lần bị nghi đạo của Grand Ole nhóm Big Bang. Về tai tiếng, ngoài việc có phong cách bị coi giống với Dragon, Sơn Tùng MTP còn bị nghi ngờ đạo nhạc nhiều lần. Các ca khúc được cho thấy đã lấy beat sẵn có của các bài hát nổi tiếng của Hàn Quốc, Nhật Bản hay nhạc Mỹ. Dưới đây là các danh sách bài hát do Sơn Tùng MTP trình bày bị nghi là đạo từ các ca khúc của những nhạc sĩ khác: Cơn Mưa Ngang Qua, Nắng Ấm Xa Dần, Em Của Ngày Hôm Qua, Anh Sai Rồi, Chắc Ai Đó Sẽ Về, Không Phải Dạng Vừa Đâu, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Nơi Này Có Anh. Danh sách các đĩa nhạc mà anh đã phát hành: Cơn Mưa Ngang Qua năm 2012, Anh Sai Rồi năm 2013, Nắng Ấm Xa Dần năm 2013, Em Của Ngày Hôm Qua, Chắc Ai Đó Sẽ Về, Không Phải Dạng Vừa Đâu năm 2014, Thái Bình Mồ Hôi Rơi, Khuôn Mặt Đáng Thương, Tiến Lên Việt Nam Ơi, Ấn Nút Nhớ, Thả Giấc Mơ, Âm Thầm Bên Em, Buông Đôi Tay Nhau Ra năm 2015, Một Năm Mới Bình An, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Lạc Trôi năm 2016, Nơi Này Có Anh, Bình Yên Những Phút Giây năm 2017, Chạy Ngay Đi năm 2018, Nắng Ấm Xa Dần phiên bản remix, Hãy Trao Cho Nhau năm 2019. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.